Thank you.
khánh đàn, nghèo khó bần hàn đã đổi thay, chiến tranh đau khổ không còn nữa, hạnh phúc mừng vui Phật ra đời. Phật ơi Phật con mến Phật, người ra đời rồi cứu chúng con, khổ đau tan biến bỗng hóa kiếp, hạnh phúc mừng vui Phật ra đời. Ấn Độ Việt Nam Như Lai hiện, Việt Nam Ấn Độ hiện Như Lai, hóa thân Bồ Tát Ngộ Minh Giáng, đàn sinh thị hiện bậc từ bi. Hạnh phúc mừng Thế Tôn, chắp tay quy hướng đón ánh đạo, nam nữ gái trai dân hòa tình, già trẻ lớn bé hát mừng vui. Hạnh phúc mừng Thế Tôn, chắp tay quy hướng đón ánh đạo, nam nữ gái trai dân hòa tình, già trẻ lớn bé, hát mừng vui. Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng,
đồng đến đạo tràng này chứng minh cho lòng thành của chúng con. Ngán nguyện mười phương chư Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng đồng đến đạo tràng này chứng minh cho lòng thành của chúng con. Nguyện chư Thiên Long Thiện Thần hộ pháp đồng thời gia bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Kể niệm đạo.
đảng sanh con vinh kể thân phước vô biên đồng hướng về nguyện khắp phàm giới các chúng sanh thấy điều thể nhập vô sanh nhận nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ đời đời thường hành Bồ Tát đạo nguyện đem công đức tu hành này trang trải mười phương khắp tất cả thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng tự quy y Phật nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đại đạo phát tâm vô thượng. Thực hành thì
chẳng phải là chúng ta đã từng gieo thân lành trồng cội phúc trong một đời hai đời, mà đã từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã từng gieo thân lành trồng cội phúc. Và hạt giống bồ đề khi mà chúng ta đã gieo rồi thì không bao giờ nó dứt mất, đời đời sinh ra chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng gia trì tất cả những thiện hữu tri thức, luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta bằng những hình thức này, bằng những hình thức khác, hoặc là thuận duyên, hoặc là nghịch duyên. Có những thuận duyên là chúng ta gặp những thiện tri thức khuyến tấn, khuyên lên để mà cho chúng ta tiến đến con đường Phật Pháp. Có những nghịch duyên, những người làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta gặp những cái bất trắc, để rồi chúng ta cũng giác ngộ được cái lý vô thường, tan rợp của cuộc đời này, để chúng ta tìm cái gì nó chắc thật hơn. Như vậy thì tất cả những cái duyên, thuận duyên, nghịch, tùy theo cái nghiệp của mỗi người mà Bồ Tát thể hiện mỗi một cái phương cách, có gì không? Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta được diễn phúc, gặp được Phật Pháp để tu hành, thì đó là một cái điều rất là ít có, khó được. Thì hôm nay nhân ngày lễ Đức Thích Ca Giáng Sanh, mỗi năm chúng ta đều ôn lại lịch sử của Đức Thế Tôn, nhưng mà năm nay nhắc lại thì nó nhiều khi nghe đi nghe lại hoài nó hơi nhàm, phải không? Nhưng mà Phật Pháp thì mỗi lần nghe mỗi lần mới chứ không có nhàm, phải không? Nhưng mà để đổi giống như là chúng ta ăn cơm, ngày nào cũng nấu cơm, cho nên bây giờ thôi đổi thành xôi nếp. Thì đây là một cái bài kinh ở trong kinh Tạp A Hàm. Bài kinh có tựa đề là Cù Ca Lê. Cù Ca Lê là tên của một nhân vật vào thời Đức Phật. Chúng tôi xin đọc hết bài kinh đó rồi giải thích từ từ cho quý Phật tử rõ về ý nghĩa của nó. Một thời Đức Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà thành Vương Xá. Bấy giờ có tỳ kheo Cù Ca Lê, Cù Ca Lê là tên của một vị tỳ kheo đệ tử xuất gia của Đức Phật, là bè đảng của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa quý vị nghe tên này quen không? Là ai? Là anh em họ với Đức Phật, và cũng là một đệ tử lớn của Đức Phật, và cũng là cái người mà làm cho Phật bị điêu đứng. Như vậy thì vừa là em họ, vừa là đệ tử, mà lại là cái người lại đi ngược lại con đường của Đức Phật. Anh ruột của anh An á, thì hai anh em trái ngược nhau. Một người thì đã từng theo Phật suốt cả cái cuộc hành trình của mình, còn một người thì vì cái móng tâm danh lợi mà đi ngược lại con đường của Đức Phật. Đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Bây giờ Thế Tôn bảo thì kêu Cù Ca Lê: Này Cù Ca Lê, vì sao đối với phạm hạnh thanh tịnh của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, ngươi khởi tâm không thanh tịnh để sẽ phải chịu khổ não lâu dài không lợi ích? Thì đây là một vị mà có tâm đố kỵ với Đức Phật. Những người mà thân tín với Đức Phật thì ông ta đã tìm mọi cách để làm mất uy tín của những vị này, để cho Phật tử họ thối lui, bỏ cuộc và chia rẽ trong cái tăng đoàn. Thì Đức Phật biết đây là một cái tội lỗi mà xúc phạm với một vị thánh tăng á, thì rất là lớn, đọa địa ngục rất là lâu dài và chịu nhiều thống khổ. Phạm tội với một người bình thường thì tội lỗi chúng ta cũng ít thôi, nhưng mà với một bậc thánh thì tội lỗi rất là lớn, chúng ta sẽ chiêu cảm lấy một cái quả báo vô cùng thống khổ. Và cái quả báo này không phải là những bậc thánh trừng phạt mình hay là ai trừng phạt mình, mà chính mình chiêu cảm lấy. Giống như là điện, chúng ta chạm vào trong điện mà 100-200V á thì không thấy gì, phải không? Hay là điện 110 thì nó cũng tê tê, nó cũng giật giật chút, nhưng mà đụng tới điện 220 thì sao? Có thể giật chết người, nhưng mà đụng tới điện cao thế thì sẽ cháy luôn, phải không? Cháy ra tro luôn. Thì ở đây là những vị thánh tăng giống như là điện cao thế vậy đó. Tại mình xúc phạm đến, chứ không phải là những vị này làm hại mình. Thì nên nhớ vậy. Cho nên khi mà
cái phước của chúng ta không có đủ, phước chúng ta ít thì chúng ta sẽ bị không có thể nào mà tiếp nhận được cái năng lượng đó, không thể nào mà coi như là hưởng được một cái năng lượng an lành đó, và tự mình sẽ khi mà đụng chạm đến chỗ đó mình sẽ bị thối lui và lọt vào trong những cái chỗ mà tối tăm và đau khổ. Không biết á, mà tạo tội thì còn ít, mà đã biết còn cố phạm thì sao? Thì phải nặng. Ngay cả những người tu mà giảng sai kinh Đức Phật á, cũng phải bị đọa lại. Giống như câu chuyện Giả Hồ Tinh á, cái Phật tử đã nghe rồi đó. Thì trong một pháp hội của Ngài Bách Trượng, một hôm Ngài đang thuyết pháp, thì bình thường khi mà sau thời pháp thì tất cả pháp hội đều giải tán, nhưng mà hôm đó lại có một ông già râu tóc bạc phơ vẫn còn ngồi đó, nên Ngài Bách Trượng hỏi pháp hội đã giải tán, sao ông lão chưa có về? Thì ông lão này mới đứng dậy lãnh lễ Ngài Bách Trượng và thưa rằng: Bạch Tổ Sư, con không phải là người, con là Giả Hồ Tinh. Ngày xưa con cũng là một vị tăng tu hành ở núi này. Trong một pháp hội đó, có nghĩa là thuyết giảng cho 500 chúng. Thì trong pháp hội đó, có người hỏi con rằng cái bậc đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không? Thì con trả lời là không rơi. Do bác nhân quả như vậy mà con bị đọa lạc vào làm cái kiếp Giả Hồ Tinh đến 500 năm trời đời. Hôm nay nhân duyên lành gặp Tổ Sư ra đời tại núi này, xin Tổ Sư vì con để giải tỏa cái nghiệp cho con. Thì Ngài Bách Trượng mới bảo rằng chứ vì vậy thì ông hãy hỏi lại ta sẽ trả lời. Thì cũng lặp lại câu đó, chứ bậc đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không? Đại tu hành có nghĩa là một bậc tu hành đã chứng quả giải thoát, như là những vị tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm hoặc là a la hán, quả vô sanh, có còn bị nhân quả hay không? Thì Ngài nói rằng là bất lạc nhân quả, như vậy thì sai. Cho nên khi mà hỏi lại câu đó thì Tổ mới nói rằng là bất muội nhân quả, chỉ có một câu thôi, bất muội với bất lạc. Bất muội có nghĩa là không lầm nhân quả. Dù chúng ta ở một cái địa vị nào, khi mà chúng ta đã tạo tội thì nhân và quả nó theo nhau như hình với bóng mà thôi. Giống như là một cái banh chúng ta chọi vào trong bức tường, chọi mạnh nó sẽ dội lại mạnh và chọi nhẹ nó sẽ dội lại nhẹ. Cho nên quân nhân nào thì quả đó nó không có sai. Cho nên như vậy thì chỉ sai có một lời thôi. Chúng ta khi mà nói việc gì chúng ta cũng phải tập chánh ngữ, là nghe một cái lời gì rồi chúng ta phải thuật lại y như vậy, đừng có thêm bớt một chữ, cũng đừng có nhấn giọng, phải không? Nhiều khi một câu bình thường chúng ta nhấn giọng nó thành cái ý nghĩa khác. Ví dụ như câu bình thường nó thấy những người đó thấy thương quá, phải không? Cái thương quá thì nghe bình thường thôi, phải không? Thôi những người đó thiệt là thấy thương thương quá. Thì sao? Trong thành thức của mình, những cái niệm bất thiện, những niệm dữ thì niệm đó rất là nặng nề, và khi chết mình sẽ rơi vào những cõi tối tăm và đau khổ. Còn cái tâm trong sáng thì sẽ sanh vào cõi trong sáng, cái tâm đen tối thì sẽ sanh vào những cái cõi tối tăm. Như vậy thì lên thiên đàng xuống địa ngục hay là do mình hay là do ai? Đúng rồi. Không ai, không có một tấn thần linh nào có quyền xô một cái con người đầy thánh thiện xuống địa ngục, và không có quyền kéo một con người đầy tội lỗi đưa lên thiên đàng. Cho nên cũng vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có một chư thiên đó tên là Bà Tư Tra, vị thiên tử đến thưa với Đức Phật rằng những người phạm chí ngoại đạo, họ cho rằng họ là những người có đạo lực, có thần thông, phép nhiệm. Những người tín đồ tu theo tôn giáo của họ, sau khi chết họ có thể cầu nguyện cho những người này được sanh về thiên xứ. Như vậy thì Ngài là giáo chủ của một tông phái, sau khi những tín đồ của Ngài chết, Ngài có thể cầu nguyện cho họ được sanh về thiên xứ hay không? Đức Phật không trả lời rằng là được hay là không. Đức Phật đưa ra một ví dụ: này A Tư Đa, giả sử như trong một cái thôn xóm nọ có những người con trai con gái, họ đào một cái giếng nước, rồi họ mới đem một cái tảng đá họ quăng xuống giếng, thì theo cái
trí tuệ của ngươi, đá nó chìm hay là nổi? Nó dạ thưa, đá đó nó chìm. Hỏi tại sao? Vì đá nặng hơn, hơn nước. Rồi những người tự xưng mình có thần thông, phép nhiệm, có thần lực, có thể cầu nguyện cho tảng đá này nổi lên, cầu nguyện cho tảng đá này nổi lên, thì có vì những lời cầu nguyện đó mà tảng đá này được nổi lên hay không? Nó dạ thưa không. Cũng vậy, cũng một cái giếng nước đó, những người con trai con gái họ đem dầu họ đổ xuống cái giếng thì dầu nó nổi hay chìm? Nổi. Tại sao? Tại vì dầu nó nhẹ hơn là nước. Thì ngay đó thì ngày A Tư Tra ngày nói rằng qua cái thí dụ đó con đã hiểu rồi. Như vậy thì siêu hay đọa hay là lên thiên đàng xuống địa ngục là do chính mình, chứ không ai có thể cầu nguyện cho mình được. Cho nên giáo lý của Đức Phật rất là bình đẳng, rất là công bằng và hợp lý. Nếu có một ai sinh ra trên cuộc đời này cũng muốn mình được đẹp đẽ, được sung sướng, được giàu sang, được hạnh phúc, phải vậy không? Có ai muốn mình khổ hay là gặp những điều bất như ý không? Không. Như vậy thì nếu mà có một đấng tạo hóa nào tạo ra con người mà bắt người này phải chịu khổ, cho người kia được sung sướng, thì đó thật là bất công, phải vậy không? Rất là ác độc. Vì mình đâu có muốn khổ đâu, mà tại sao bắt mình phải đầu tắt mặt tối, phải tay lắm chân bùn, và phải thiếu áo gói cơm, phải bệnh hoạn, phải tật nguyền, phải đuôi điếc câm ngọng. Cũng là con người như nhau thì phải được sự bình đẳng như nhau, phải vậy không? Như vậy thì tại sao bắt người này phải như thế này, ban cho người kia số phận an vui, thì điều đó là cái điều mà không thể chấp nhận được. Và đó là gọi là tà kiến. Cho nên xã hội Ấn Độ trước khi Đức Phật ra đời đó có 692 phái ngoại đạo, mỗi một phái đều có một cái kiến chấp khác nhau. Và trong 92 phái ngoại đạo đó còn lại 6 phái nổi bật nhất là luật sư ngoại đạo. Nhưng mà trong luật sư ngoại đạo đó, 92 cái kiến chấp đó chỉ còn lại 2 kiến chấp mà gây tai hại nhất cho thế gian này. Những kiến chấp mà đem đến sự điêu đứng, đau khổ cho thế gian này đó là gì? Chấp thường và chấp đoạn. Chấp thường có nghĩa là chấp mỗi người sinh ra từ một đấng tạo hóa và chết đi sẽ trở về với đấng đại ngã đó, muôn đời vẫn thế. Và con người sinh ra làm người thì muôn kiếp về sau vẫn trở lại làm người nữa. Nếu mà con thú sinh ra làm thú thì vĩnh kiếp chỉ là thú mà thôi. Mà con người mà được đấng tạo hóa tạo ra làm vua, làm quan, giàu có, đẹp đẽ, sang trọng thì kiếp sau và vô lượng kiếp vẫn như vậy mà thôi, không có thay đổi. Còn cái người nào mà lỡ Thượng Đế đặt ra cho mình một số phận rủi là phải đen đúa, xấu xí, đầu tắt mặt tối, tay lắm chân bùn, thiếu áo với cơm, thì coi như là muôn đời xuống kiếp vẫn chịu như vậy thôi. Đó gọi là chấp thường. Mà đã là con người sinh ra làm người, làm vua, làm quan, trở lại làm vua, làm quan nữa thì có gì phải sợ? Tha hồ mà sắc sanh, tha hồ mà trộm cắp, tà dâm, dối trá, lường gạt, sai xưa, nghiện ngập, làm cái gì hãy thỏa mãn mình là được rồi, như ý mình là được rồi, vì đâu có tội lỗi gì đâu mà phải sợ, phải không? Cho nên người ta tha hồ mà làm ác. Còn cái chấp thứ hai là chấp đoạn diệt. Chấp đoạn diệt có nghĩa là những chủ nghĩa vô thần á, con người sinh ra chỉ một lần thôi, chết đi là hết, không có kiếp sau. Mà đã là con người sinh ra chỉ một lần, chết đi là hết, thì cuộc sống này quá ngắn ngủi. Ai sống ở trên đời này mà không biết thụ hưởng, không biết tìm cho mình một cái cuộc sống coi như là được tận hưởng đầy đủ những cái thú vui ngũ dục trên cuộc đời này, thật là khờ khạo, thật là ngu si. Do như vậy mà người ta sống cuồng, sống dội, sống với bản năng của mình, có nghĩa là muốn làm sao để phỉ là cái sự dục vọng của mình. Cho nên cũng tha hồ mà sát sanh, tha hồ mà trộm cắp, tha hồ mà tà dâm, tha hồ dối trá, lường gạt, sai xưa, nghiện ngập, gì chết đi là không có tiếp sau. Hai cái lối chấp đó đem đến bao nhiêu cái sự đau thương, tan tóc và khổ sở cho cuộc đời này. Khi Đức Phật ra đời, tất cả mọi luận thuyết đều bị phá dẹp dưới ánh sáng trí tuệ và ánh sáng giác ngộ của Ngài. Ngài đưa ra một cái thuyết bình đẳng. Đức Phật không chấp nhận rằng có một đấng tạo hóa nào tạo ra nhân loại và có quyền ban ơn giáng họa, và tất cả mọi việc nên hư tốt xấu khổ vui trên cuộc đời này đều do hạnh nghiệp của chúng sanh mà ra. Do hạnh nghiệp của chúng sanh mà ra. Và cái thuyết nhân quả là cái thuyết hết sức là bình đẳng, hợp lý và công bằng. Chúng ta sở dĩ khổ, chúng ta sở dĩ được hạnh phúc an vui, chúng ta bị nghèo hay chúng ta giàu là do cái nghiệp lành, nghiệp thiện chúng ta đã gieo mà thôi. Và những quả báo khổ vui là
do chúng ta gieo nhân gì chúng ta gặt cái đó. Và đã mình làm thì mình chịu, bụng làm chả chịu thì đừng than trời trách đất. Phải vậy không? Biết được như vậy chúng ta không còn than trời trách đất. Và nghiệp là cái gì chúng ta có thể chuyển hóa được chứ không phải cố định, phải không? Nếu cố định thì cũng giống như thuyết định mệnh rồi, phải không? Tạo tội thì phải xuống địa ngục. Cho nên một hôm có một vị vua Ba Tư Nạp đến thưa Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, những người làm ác nhất định phải đọa địa ngục, những người làm thiện quyết định sẽ sanh thiên đường. Đức Phật nói: chưa chắc đại vương. Thì vua Ba Tư Nạp mới ngạc nhiên: ủa, những lời này Đức Thế Tôn thuyết ra mà chúng con đã lãnh thọ, sao bây giờ Đức Phật lại nói ngược lại? Nói: ta không nói ngược, ta chỉ nói thật thôi. Tại sao? Ví dụ như một người mà họ sinh ra họ không có gặp Phật Pháp, họ không gặp bạn lành, thiện tri thức, họ ảnh hưởng những cái môi trường xấu, họ chuyên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hại vật, làm những cái chuyện mà xấu ác. Nhưng mà sau đó họ giác ngộ được Phật Pháp, họ bỏ hết tất cả những cái nghiệp bất thiện của họ, họ sám hối, họ ăn năn và dành hết cả cuộc đời của họ để làm những việc thiện, tránh xa những điều ác. Thì cái thời gian mà họ làm việc lành đó có thể là, cái thời gian làm ác của họ có thể 5 năm, nhưng mà cái thời gian sau 20-30 năm họ chuyên làm những việc thiện, thì cái nào nó nhiều hơn, cái mạnh hơn, năng lượng lành đó nó nhiều hơn, thì khi mình chết mình sẽ đi theo cái năng lượng an lành của mình. Cái nào là mạnh thì nó kéo. Còn một người cũng sinh ra trong gia đình được cha mẹ giáo dục, mình trở thành người hiền lương đạo đức, rồi khi mà cha mẹ qua đời rồi mình ảnh hưởng bạn bè xấu, gặp cái môi trường không tốt, rồi cũng do cái lòng tham mình nó phát triển, rồi mình làm những hành động tội lỗi. Thì hồi xưa mình ở với cha mẹ có thể 10 năm, mình ảnh hưởng cha mẹ, cho nên rồi mình cũng học được Phật Pháp, học được những điều hay đã phải. Nhưng mà bây giờ khi mình ảnh hưởng cái môi trường xấu, thì mình 20-30 năm sau mình ăn trộm, ăn cướp, và mình làm những cái việc coi như là hại người, thì khi mình chết mình sao? Thì mình sẽ đi vào con đường xấu ác. Như vậy thì không phải là tạo nghiệp gì mà sẽ bị cái nghiệp đó. Quả thật là nhân nào quả đó, nhưng mà nghiệp chúng ta có thể chuyển được. Hồi xưa mình làm tội lỗi, bây giờ mình giác ngộ, mình có thể làm những việc thiện và dành hết cuộc đời của mình để làm những việc lợi ích cho mọi người, thì nghiệp đó có thể dẫn mình đi vào con đường tốt. Và quý vị cũng hay đặt vấn đề rằng như cái cận tử nghiệp á, tại sao có người cả đời làm lành lắm dữ mà khi chết đó, họ có thể bị đọa, và có nhiều người làm những cái việc ác mà khi mà họ gần chết họ thức tỉnh, họ ăn năn cái nghiệp ác của họ thì họ có thể siêu được hay không? Có. Ví dụ như cả đời mình ăn chay niệm Phật, mình làm những cái việc lành, nhưng mà khi chết á, khi mình đang hấp hối lên giường bệnh, những người thân của mình xung quanh không có tu, họ đứng xung quanh họ gây gỗ với nhau, họ đòi bán nhà chia của, hỏi bây giờ còn bao nhiêu tiền, bây giờ viết tờ giấy chúc lợi để chia cho mọi người để chết là không biết làm sao. Rồi người thì đòi chôn, người đòi thiêu, người đòi đem để hôm nay, người đòi đem về Việt Nam, nó tạo thành một cái bầu không khí hết sức là nóng bức, rất là nặng nề, một bầu không khí đen tối. Tại vì khi mình khởi một cái niệm bất thiện, một cái niệm mà cãi vã, thì nó tạo thành một cái năng lực nó ngột ngạt và nó nặng nề. Và nhiều người khởi một cái niệm như vậy đó thì nó tạo thành một cái từ trường rất là đen tối và nặng nề. Thì cái thần thức người đó dù có tu nhân tích đức mà khi mà trút hơi thở cuối cùng ra gặp cái bầu không khí đó, người ta cũng không có thể siêu được, người ta sẽ đọa lạc vào trong những cái chỗ tối tăm. Rồi những người mà cả đời họ có thể làm ác, sát sanh hại vật, nhưng mà cuối cùng họ thấy rằng họ bàn tay họ đã giấy máu quá nhiều, họ đã làm nhiều cái việc tội lỗi, bây giờ họ rất là ăn năn hối hận và họ mong muốn được nghe một thời kinh, mong muốn được quy y vân vân. Rồi thì tuy rằng cả đời làm ác nhưng mà cuối cùng họ có một cái tâm thiện lành như vậy, thì cái tâm đó cũng là cái tâm lành, thì họ chết họ có thể siêu không đọa cái con đường dữ. Nhưng mà một cái người mà làm lành mà khi mà gặp cái cận tử nghiệp xấu, họ có thể đọa thành súc sanh, họ làm con chó này, nhưng mà con chó nó sống lâu chừng vài ba tháng thì nó chết, cái mình khóc thôi, khóc ngày khóc đêm tiếc thương cho nó, là con chó này quá đẹp, nó dễ thương, ngoan ngoãn, dễ dãi như vậy mà tại sao nó không sống lâu, mà những cái con mà khó ưa tại sống hoài chịu không được.
mà tại vì nó không có một cái nhân tốt xấu nào để ở lâu trong cái cõi đọa lạc này hết. Cả đời nó làm lành cho nên nó phải chấm dứt cái đời, cái quả xấu này để nó đi theo cái con đường lành. Cho nên những người nào mà có con mà lỡ mà chết, sinh ra là chết sớm, quý vị cũng đừng có buồn. Tại vì những người đó cái nghiệp đối với mình chỉ có chút xíu đó thôi, thiếu nợ mình nhiêu đó thôi, rồi họ phải chấm dứt đời sống, họ phải sanh thiên. Thì họ đi lộn đường, bây giờ họ phải đi sanh thiên. Vì con người, cái cuộc sống không bao giờ gián đoạn trên thế gian này. Vừa trút hơi thở cuối cùng là mình đã có mặt trong một cảnh giới này, cảnh giới với kia rồi. Một người già cả 70-80 tuổi thì vừa trút hơi thở cuối cùng thì 10 tháng sau mình là một em bé nằm trong nôi rồi. Mà trong nôi một người giàu sang sung sướng, hạnh phúc, giàu có sang trọng, hay là sanh vào trong những chỗ mà tối tăm đe, khổ sở nghèo nàn là do cái nghiệp của mình đã treo. Biết con người chưa từng chết thì sống phải làm gì? Sống phải tu để tạo cho mình một tư lương, tạo cho mình một cái con đường để đi vào những cái chỗ an vui hạnh phúc, chứ đừng đi vào những cái chỗ tối tăm và đau khổ. Còn một cái người mà làm ác, mà cuối cùng họ thức tỉnh, họ ăn năn, họ có thể không đọa lạc vào con đường ác mà họ sanh về cái kiếp người đi. Nhưng mà thưa quý vị, cả một cái đời sống của người đó là một cái đời đau khổ. Bao nhiêu những chướng duyên nghịch cảnh, bao nhiêu những cái điều mà coi như là bất an đến với mình. Và sống thật dai để chịu những quả báo đó. Tại vì sao? Tại vì mình không có một cái nhân tố lành nào để cái quả lành đó đến với mình. Như vậy thì quan trọng là cái cận tử nghiệp hay là cái tích lũy nghiệp? Phải rồi, quan trọng là cái tích lũy nghiệp. Biết chưa từng chết, mình sẽ tiếp tục trong một cuộc tái sanh mới, thì ngay đây mình phải làm gì để mình đừng đi vào những nẻo tối tăm và đau khổ. Và nghiệp là cái gì chúng ta có thể chuyển được, chứ không phải là một thiết định mệnh trời bắt sao phải chịu như vậy. Cho nên nhân quả là một cái lẽ thật rất công bình và hợp lý. Và biết như vậy rồi, chúng ta không còn than trời trách đất nữa, mà mình cố gắng chuyển hóa lấy cái nghiệp của mình. Bấy giờ có ba vị thiên tử dung mạo tuyệt vời vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Hết đoạn kia chưa gì? Rơi vào địa ngục đàm ma lớn á. Thì sau khi vị này chết rồi thì có ba vị thiên tử dung mạo tuyệt vời vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Lúc ấy một vị thiên tử bạch Phật, thiên tử dung mạo tuyệt vời, thiên tử là một vị ở cõi trời, tử là người đó, một người ở cõi trời, dung mạo tuyệt vời. Thì trong kinh diễn tả rằng những người ở trọ cõi trời á, thân thể họ tuyệt diệu, họ không phải như là hình thù giống mình, nhưng mà mình là con người cho nên mình cảm nhận chư thiên qua cái hình dáng và cái tư tưởng của mình. Giống như Đức Phật không có hình tướng, nhưng mà khi thị hiện vào cõi ngũ trượt ác thế ta bà này thì thị hiện thân hình giống như là con người mình. Chứ Phật thì không có hình tướng. Rồi những chúng sanh ở cõi trời vô sắc sẽ cảm nhận Đức Phật qua cái nghiệp vô sắc của mình. Còn những chúng sanh ở cõi trời sắc giới thì sẽ cảm nhận Đức Phật qua cái hình tướng sắc giới của mình. Thì đây là những vị chư thiên, thân hình họ được kết hợp bằng những nguyên tử ánh sáng. Cho nên trong những thời thuyết pháp của Đức Phật, có vô số chư thiên và gọi là thiên long bát bộ đó, quỷ thần đó, họ cũng đến họ nghe pháp. Thì chúng ta chỉ thấy rằng khu rừng bỗng nhiên sáng rực lên, thì đó là có chư thiên đến tham dự. Nhưng mà mình không có cảm nhận được. Cho nên có một bài kinh đó, vào đêm gần sáng thì có một vị trời đến thưa hỏi đạo lý với Đức Phật. Nhưng mà chập chờn, Đức Phật nói tại sao không dùng thần lực biến thành cái thô một chút để đứng vững trên mặt đất. Thì vị đó liền tập trung thần lực và thành một cái thân hình đứng vững trên mặt đất. Như vậy thì những vị này thân thể họ được kết hợp bằng những nguyên tử ánh sáng. Còn chúng ta thì được kết hợp bằng những nguyên tử quá thô, phải vậy không? Cho nên những vị đó họ những vị ở cõi trời dục giới thôi, nhưng họ sống siêu hơn mình đó. Ở đây mình thì văn minh nhất là siêu điện tử rồi, phải không? Đi bằng máy bay bên đây qua bên kia cũng mười mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà những vị đó từ ở cung trời trong như một cái lực sĩ trong lúc co duỗi cánh tay biến mất chỗ này hiện ra nơi chỗ kia.
À. Và ở thế gian này người ta cũng đang ao ước và hồng giả tưởng, người ta nghĩ rằng là sau này mình cũng sẽ đi mau chứ không phải đi máy bay cho mấy chục tiếng vậy thôi. À, người ta chế ra một cái phòng rất là hiện đại và trong đó có những cái toàn sử dụng toàn là điện tử không à. Khi mình vào trong cái phòng đó, đó thì nó sẽ đọc mình bao nhiêu là nhiễm sắc thể, bao nhiêu là những hồng huyết cầu, à, bao nhiêu những bạch huyết cầu, là những cái gì trong người mình nó đều có trong đó hết. Và nhấn nút một cái nó hóa giải thành năng lượng ánh sáng và hiện qua bên phòng bên kia trong tích, trong tích tắc. Giống như bây giờ chúng ta email vậy, chúng ta đánh nguyên một cái bài thơ rồi chúng ta send cái thì nó qua bên bên kia, thì sau này mình đi cũng mau vậy đó, nhưng mà không biết tới chừng nào, chỉ trong giả tưởng thôi. À, còn những vị ở cõi trời thì họ trong lúc co duỗi cánh tay họ biến mất chỗ này và hiện qua nơi chỗ kia, họ còn siêu điện tử hơn mình đó. Ừ. À, thì em mong sao mà tu được về cõi đó thì rất là sung sướng, mà biết đâu mình đã từng ở những cõi đó rồi, rồi do nghiệp gì mình sanh lại cõi này trong lục đạo luân hồi. À, có lẽ là mình đã từng dạo qua hết rồi. Phải vậy không? À, mình đã từng sống ở khách sạn 5 sao, à, rồi đã từng những cái khách sạn, những nhà trọ bình thường, rồi có khi thì khách sạn 1000 sao. Lê lết cái đầu đường, xó chợ, thiếu cơm, đói áo, đủ thứ hết. À, cho nên chúng ta đã từng mặc quần nhung, áo gấm, đội mão mang hia, rồi cũng có từng đầu chân, đầu tro mặt đất khối rất chân trần, chúng ta đã dạo qua rồi hết. Cho nên chúng ta sinh ra trên cuộc đời này giống như là một diễn viên đóng tuồng trên sân khấu mà thôi. Đời này chúng ta sinh ra có cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc trong đời này. Nhưng mà đời trước chúng ta có cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc khác. Và có thể là nhiều đời sau, mỗi một đời chúng ta sinh ra đều có một cái nhân duyên. À, cho nên nhiều đời chúng ta đã từng là anh em, thân bằng, quyến thuộc với nhau rồi, có phải vậy không? Cho nên con người chúng ta không phải sinh ra mới một đời này. À, biết như vậy thì và mỗi một đời chúng ta sinh ra giống như là một diễn viên trên sân khấu mà thôi. Mà diễn viên trên sân khấu thì chỉ là giả chứ không có thật, phải không? Ai thấy thật thì người đó sẽ khổ, phải không? Khi mình đóng vai làm vua, làm quan, đóng vai làm cha, làm mẹ, đóng vai làm những người giàu có của cải, rồi khi mà giảng hát rồi thì phía sau cánh gà ta vẫn là ta, phải vậy không? Cho nên lúc mình đóng vai mà mình không thấy giả thì khi giả hát rồi mình sẽ đau khổ vì mất hết rồi. À, mình đã từng làm quan, mình đã từng ăn trên hồi trước, bây giờ mất hết rồi. À, rồi mình đã từng làm cha, làm mẹ, đã từng làm những mệnh phụ phu nhân, từng làm hoàng tử, làm này kia đó. Khi giả hát rồi thì mình nói mình mất hết rồi, tại mình chấp thật. Còn nếu mà lúc nào mình cũng thấy cuộc đời này là giả dối, mình chỉ là một diễn viên trên sân khấu mà thôi, giảng tuồng rồi thì ta vẫn cứ là ta, phải vậy không? Ta vẫn là ta từ thuở nào, ba đời chư Phật vẫn như nhau, xưa mê chấp ngã nhân sanh rọ, sanh thọ tỉnh ra. À, thì sao? À, bản thể vốn sạch lào, à, tỉnh ra thì mình chỉ là mình thôi, không có gì hết. À, tất cả những biết được như vậy thì cái gì nó đến với mình vẫn thản nhiên. À, cái được đến với mình cũng không có phải phải tự hào tự đắc gì với người khác, và những cái mất mát đến với mình thì mình cũng không có lấy làm khổ sở, thì biết cái gì có hợp là có tan, có sanh là có diệt, có còn là có mất, đó là lẽ đương nhiên. Những gì còn lại chúng ta hãy giữ gìn. Chúng ta còn đây, chúng ta còn sức khỏe này, chúng ta còn con yêu chồng quý, mình hãy bảo vệ tất cả những gì mình đang có, phải vậy không? Chứ mình có mất đâu. Hồi xưa mình sinh ra ở trên cuộc đời này với hai bàn tay trắng, mà khi chết đi đem theo vài bộ đồ cũng an ủi lắm rồi, phải vậy không? Đâu có cái gì mất đâu mà phải sợ. Cho nên cái câu chuyện mà Alexander Đại Đế đó, ông là một người chiến thắng, đánh Nam dẹp Bắc, và ông đi qua nơi nào thì sát người coi như là rơi rụng theo từng bước chân, thống nhất cả châu Âu và chiếm trọn cả một vùng rộng lớn của châu Á. Và trên đường khúc hát cải hoàng ca trở về bổn xứ thì ông ngã bệnh một cơn bệnh trầm kha, và ông biết rằng ông sẽ không bao giờ qua khỏi. Thì ông mới truyền cho tất cả những tướng lĩnh và quần thần tập hợp lại để ông đưa ra ba điều ước. Thì mọi người mới tập hợp lại và quỳ xuống tung hô vạn tế, muôn thâu bệ hạ, chúng thần là những người đã theo chân bệ hạ từ đông sang tây, chinh nam phạt bắc, là những người trung thành chưa từng rời bệ hạ nửa bước.
Thì hôm nay bệ hạ có những điều gì xin hãy truyền dạy, chúng thần sẽ y lệnh. Thì nói ba điều ước của chúng ta, ta bình thường thôi. Thứ nhất là gửi cái hòm công về cho ngự y ở triều đình. Thứ hai là khi mà bỏ ta vô hàng thì cô khoét hai cái lỗ đưa hai bàn tay ta ra. Thứ ba là trên đường đưa ta ra huyệt mộ đó, hãy rải tất cả những cái ngọc ngà châu báu, những chiến lợi phẩm gì trên đường đi. Thì bao nhiêu người mới tung hô vạn tế và muôn thâu bệ hạ, chúng thần sẽ y lệnh. Và nhưng mà chúng thần thắc mắc rằng tại sao bệ hạ phải làm như vậy. Thì lúc đó vua mới thở hào hển và trả lời trong cái sự mà mệt nhọc của mình, nói thứ nhất gửi cái hòm không về cho người y ở triều đình để báo cho mọi người biết rằng không có thuốc tiên diệu dược nào có thể trị bệnh chết. Con người đến lúc chết thì không còn thuốc nào để trị nữa hết, phải vậy không? Nếu mà có thuốc đó chắc người ta sống hoài. Như vậy thì cái bệnh chết thì không ai có thể trị được. Ví dụ như bây giờ mình vào trong bệnh viện cái mình sợ quá, mình niệm Quan Thế Âm, mình niệm Phật, cái tự nhiên cái vài bữa sau mình sống dậy mình đi về mình nói trời, niệm Phật linh quá, phải không? Niệm Quan Thế Âm linh quá. Rồi mơ mốt đến lúc chết mình có niệm ngày niệm đêm niệm, nhưng mà rồi có sống không? Rồi cũng phải chút hơi thở cuối cùng thôi, lúc đó thì Phật hết linh rồi. Có phải rằng là mình vô tình mình tin Phật mà quỷ bán Phật không? Cho nên theo Phật, theo Bồ Tát mà không hiểu thì đã quỷ bán Phật. Mình thờ Phật là để học theo cái hạnh giác ngộ của Ngài. Biết rước được không á? Nếu mà rước được thì tốt. Cho nên vậy thì cái người mà sở dĩ niệm Phật mà sống lại là tại vì chưa đến lúc chết thôi, phải không? Chưa chết thì dĩ nhiên sống là bao nhiêu người ta không niệm, người ta cũng dài nằm nhà thương vài bữa người ta đi về, phải không? Còn khi mà đến lúc chết thì phải chết thôi chứ đâu phải là cho nên mình phải biết. Còn nếu không khéo mình trở thành mê tín, trở thành cuồng tín thì rất là khổ đó. Như vậy thì trở lại vấn đề là khi mà mình cái điều thứ hai là đưa ta hai khoét hai cái hòm, đưa hai tay ta ra, là bởi vì sao? Để cho mọi người biết rằng ta sinh ra trên cuộc đời này trần truồng như nhộng và chết đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Rồi cái thứ ba là rải hết tất cả những cái gì trên đường đi, là để cho mọi người biết rằng tất cả mọi vật trên đời này không phải là của ta, phải không? Của thiên hạ hãy trả về cho thiên hạ, có cái gì được của ta, ngay cả cái thân này mình còn không giữ được, huống chi là cái của ta. Như vậy thì một tên bạo chúa mà khi chết vẫn giác ngộ được cái lý vô thường như vậy thì biết chắc rằng ông hết đọa lạc rồi, ông sẽ sanh về cõi lành. Thì chúng ta thấy rằng còn chúng ta thì sao? Đó cũng là một bài học hay để chúng ta học. Cho nên không có cái gì là của ta hết, và không có cái gì là tự ngã của ta. Tất cả đều do nhân duyên sanh khởi và nhân duyên rồi cũng tan rã. Và ông khuyên một điều rằng, và ta khuyên một điều cuối cùng rằng, mọi người đừng bắt chước ta, hoang phí cả một đời người để chạy theo những cái hư vọng, những cái cuối cùng rồi chúng ta không được gì cả. Và cả một đời mình không gần gũi được người thân của mình, vợ con mình, và những người mà thân yêu của mình, không có thời gian để gần gũi mà chỉ chạy theo những cái ảo vọng, những cái phù hoa để rồi cuối cùng không được gì cả. Vậy thì mỗi người hãy dành thời giờ trong sự lo sự cho cuộc sống của mình, hãy dành thời giờ với người thân của mình, với chồng, với con, với cha mẹ thân yêu của mình, nó có ý nghĩa hơn, có phải vậy không? Và dành thời gian để học Phật Pháp, để tu tập, để chuyển qua. Chứ còn nếu không khéo, đã được rồi chúng ta cứ muốn được thêm mãi thì cuối cùng cũng không đem theo được cái gì cả. Mà phải biết dành thời giờ để chúng ta tạo cho mình một tư lương, một con đường để đi đến chỗ an vui và hạnh phúc. Thì đây chư thiên mới thưa với Đức Phật rằng tỳ kheo Tù Ca Lê thuộc Bè Đạt Bè Đạt Đề Bà Đạt Đa nay đã mạng chung. Thiên tử thứ hai thưa,
Chư Tôn nên biết tỳ kheo phù ca lê mạng chung rơi vào địa ngục. Thiên tử thứ ba liền nói kệ: con người sanh ở đời, búa sanh từ trong miệng trở lại chém thân mình, do lời nói ác. Đáng chơi chê lại khen ngợi, đáng khen lại ngợi lại chê. Tội này sanh nơi miệng, chết rơi vào đường ác. Cờ bạc mất hết của, phải quấy là lỗi lớn. Quỷ Phật cùng thanh văn, thì tội đó, thì đó là tội lớn. Đó thì quý vị thấy, đây là bài kệ của Chư Thiên nè. Và cái câu quan trọng là phàm con người sanh ở đời giống như búa để trong miệng vậy. Giống sở dĩ mà trảm thân mình là do sao? Do những lời nói ác. Mà ở trên thế gian này là ai vậy đó? Người ta thích nói những lời thị phi, và thích nói những lời dèm pha phỉ báng những người khác. Có nhiều khi do cái tâm đố kỵ của mình, do cái tâm tật đố, mà mình nói ra những lời chê bai phỉ báng mà có thể vu oan giáo họa cho người khác nữa. Chỉ một niệm sân của mình. Ví dụ như mình thấy người khác được lợi, thấy người khác được một cái gì mà nó tốt đẹp, mình cũng sanh tâm đố kỵ, rồi mình tìm cách để chê bai, tìm cách để phỉ báng. Mà những người bình thường á thì cái tội mình còn nhỏ, mà đối với những bậc thánh tăng hay là những người tu hành đức hạnh mà mình tìm cách chê bai phỉ báng hay là nói xấu thì tội lỗi chúng ta rất là lớn. Cho nên giống như là búa ở trong miệng, sở dĩ chém mình là tại những lời nói ác của mình thôi, chứ có ai hại mình đâu. Cho nên chúng ta phải tập nói những lời thật ngữ, nói những lời chánh ngữ. Và là một người Phật tử, đừng bao giờ để miệng mình nói ra những lời thị phi, những lời trái đạo lý. Mà đừng để lỗ tai của mình nghe những điều thị phi, những điều không có hợp, không hợp lý. Cho nên người Phật tử đi chùa mà ai nói chuyện lại đi, tôi nói mày nghe. Thôi, tôi đang để thăm thanh tịnh để nghe pháp, và hỏi mình chuyện này chuyện kia, mình nói thôi ba cái chuyện đó không quan trọng gì, sự tu hành thôi, tôi muốn nói có gì không. Chuyện của ai lấy lo, mình lo tu là tốt rồi. Hồi xưa chưa biết tu thì mình còn tham gia việc này việc kia, chứ là biết tu là thôi lo tu thôi, có gì không. Chứ còn nghe người kia nói hay mình ngồi lắng nghe cái nội này mình tham gia, không, chuyện không phải như vậy đâu, còn ly kỳ hơn nữa. Thì thành thị phi là như vậy đó. Cho nên ở đây Chư Thiên nói rằng là người sanh ra đời giống như là búa để sẵn ở trong miệng đó, trở lại chém thân mình do những lời nói ác. Đáng chê lại khen ngợi, cái người đáng chê mình lại khen, còn cái người mà đáng khen ngợi lại chê bai. Tội này sanh nơi miệng, chết rơi vào đường ác. Rồi cái thứ kế nữa là cờ bạc mất hết của, phải quấy là lỗi lớn. Quỷ Phật cùng thanh văn. Cờ bạc cũng vậy, người ta nói rằng là cờ bạc là bát thần. Bạn có ai mà làm giàu bằng nghề cờ bạc không? Dù có trúng số gì nữa mà chúng ta ý lại rằng đó không phải là từ mồ hôi nước mắt của mình. Rồi mình ăn chơi tiêu xài phung phí, rồi do cái nghiệp ăn chơi của mình là mình phải đọa lạc trong những cái cõi khổ nữa. Cho nên những người mà sinh ra trong cái cõi này mà được giàu sang làm triệu phú, tỷ phú gì đó là họ còn cái dư báo, cái phước ở cõi trời họ còn, cho nên sinh ra cõi này họ vẫn giàu sang sung sướng và họ vẫn tiếp tục làm phước nữa. Những cái của đó họ tiếp tục làm những việc phước thiện và họ sẽ sanh trở lại cõi trời. Còn những người sanh thiên mà sanh còn có dư báo sanh lại cõi này, nhưng mà do cái phước nó hơi kém cho nên rồi họ ăn chơi trác tán tiêu xài phung phí, rồi bao nhiêu sự nghiệp cũng tiêu tan, và họ có thể đọa lạc vào con đường xấu ác do nghiệp cờ bạc rượu chè của mình. Có những người giàu có tiền muôn bạc vạn, có thể là triệu phú 2-3 cái chợ, nhưng mà sanh tâm sao? Sanh tâm đàn điếm cờ bạc rượu chè, rồi bao nhiêu cái chợ cũng mất hết, rồi ly dị với nhau, người con phải thắt cổ tự tử. Thì chúng ta thấy, mà hôm đó đi lên Đại Nam có một người bên Việt Nam sang, cũng là bạn trong cái thương mại đó, cũng là đối tác mua bán với nhau đó. Rồi khi thấy ông này bị cái hoàn cảnh như vậy, rồi cái dắt lên Đại Đăng để cho ông khuyên lên cho ông một điều là tất cả những cái đó không phải là của mình. Hồi xưa mình sinh ra mình có gì đâu, bây giờ mình trúng số,
trúng số cái mình cho là mình có, rồi khi mất hết cái là mình buồn, mình khổ, mình khóc, mình than trời trách đất. Nhưng mà bây giờ mình trở lại cái hồi ban đầu của mình thôi chứ có gì đâu, phải không? Hồi ban đầu mình không có gì hết, bây giờ mình trúng số mình có ra, mình tưởng có thật, và bây giờ mất hết, mình hai bàn tay trắng, mình khổ. Tại sao mình khổ? Mình trở lại cái hồi xưa thôi. Hồi xưa mình không có gì hết, giờ mình trở lại cái hồi xưa thôi, không có gì phải khổ hết. Mà có ai biết được như vậy đâu, phải không? Do đó mà chúng ta khổ. Mà ngồi đó mình khuyên cái gì ông cũng cái mặt lơ láo láo và ông chỉ nhìn đâu đâu không, hình như ông còn nghe nữa, cái mà lát thì ông chát lưỡi, rồi lát ông nói nhảm. Hình như là ông không có mặt ở đó. Cho nên khổ như vậy đó. Cho nên đây chết cờ bạc mất hết của, mà bây giờ mình như vậy thì mình chết thì mình sẽ đi đâu? Bây giờ quý vị thấy người nào mà say sưa nghiện ngập á, thì khi mà họ trở lại kiếp sau mà nếu có làm người thì họ không có trí tuệ, họ cũng là họ cũng khờ khờ khạo khạo, và họ giống như những người mà bệnh đau bệnh này bệnh kia đó, cái bệnh mà không có đủ trí tuệ đó, là giống như người hàng ghiền vậy đó. Thì đó là cũng do cái nghiệp mà say sưa nghiện ngập mà thôi. Ba vị thiên tử kia nói kệ này rồi liền biến mất. Qua sáng hôm sau, bây giờ Thế Tôn liền đi vào trong tăng, trải chỗ ngồi trước đại chúng bảo các tỳ kheo: cuối đêm qua có ba vị thiên tử đến chỗ ta đảnh lễ sát chân ta, ngồi qua một bên. Thiên tử thứ nhất thưa rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo thuộc A Lê, thuộc Bè Đảng, Đề Bà Đạt Đa, Nai Mạng Chung. Thiên tử thứ hai nói rằng: tỳ kheo thuộc A Lê, Mạng Chung rơi vào địa ngục. Thiên tử thứ ba nói kệ: con người sanh ở đời, búa sanh từ trong miệng, trở lại chém thân mình, đó do lời nói ác. Đáng chê lại khen ngợi, đáng khen lại chê, tội này sanh nơi miệng, chết rơi vào đường ác. Sau khi nói kệ này rồi liền biến mất. Này các tỳ kheo, các ông có muốn nghe kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh vào địa ngục A Phù Đà không? Đức Phật cũng lặp lại y như vậy, quý vị thấy. Các tỳ kheo mới bạch Phật: bạch Thế Tôn, nay chính lúc cuối sinh Thế Tôn vì đại chúng nói về kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A Phù Đà. Các tỳ kheo nghe xong sẽ thánh lãnh thọ phụng hành để coi địa ngục nó như thế nào. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ông giảng nói. Thí như tại nước Câu Tác La, bốn thăng là một A La. Bốn thăng là nhân biết, chắc là bốn đức là một một phao, bốn đức là một ga lông. Thì đây chắc là ở đây nói là bốn thăng là một A La, bốn A La là một Lung Na, 16 hậu 16 độc Lung Na là một Xà Ma La. Đây là những pháp tính ở bên Ấn Độ xưa mình không biết. 16 Xà Ma La là một Ma Ni, 20 Ma Ni là một Khư Lê, 20 Khư Lê là một kho hạt cải đầy trong đó. Như vậy thì cái kho hạt cải đó không biết gấp mấy lần cái này, giống như là một cái siêu thị đi, chứa đầy hạt cải như vậy đó. Giả sử nếu có người cứ mỗi 100 năm lấy một hạt cải như vậy đó, khi mà hết sạch kho hạt cải kia, thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A Phù Đà vẫn chưa hết. Thấy dễ sợ chưa? Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục A Phù Đà như vậy bằng một thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục Ni La Phù Đà. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục Ni La Phù Đà bằng thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A Tra Tra. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục A Tra Tra bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục A Ba Ba. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục A Ba Ba bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục A Hưu Hưu. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục A Hưu Hưu bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Ưu Bát La. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục Ưu Bát La bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Bát Đàm Ma. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục Bát Đàm Ma bằng thọ mạng của chúng sanh trong một ngục Ma Ha Bát Đàm Na. Này tỳ kheo Phù Ca Lê, mạng chung sẽ rơi vào địa ngục Ma Ha Bát Đàm Na. Hết vô phương cứu chữa, phải không? Không biết đời nào mới có thể ra khỏi. Vì tỳ kheo này đối với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên sanh ác tâm phỉ báng, cho nên các tỳ kheo nên học như vậy. Ở nơi chỗ
tiên đèn mồi lửa đang cháy kia còn không muốn hủy hoại, muốn là hủy hoại chúng sanh có thức. Cái ánh lửa mà nó soi sáng cho mình, chúng ta còn muốn cho nó sáng mãi, phải không? Để chúng ta gần gũi ánh sáng đó, huống chi là một bậc thiện tri thức, một bậc thánh mà chúng ta lại muốn xa lánh. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nghe những cái điều này, phải sợ những cái điều tội lỗi của mình, đừng nên nói những cái lời thị phi, những cái lời phỉ báng chê bai, mà hãy luôn luôn học những cái điều tốt. Trong một cái người mà xấu dở nhất cũng có những cái hay để chúng ta học. Hãy nhìn thấy những cái hay của họ, đừng thấy những cái xấu của họ. Mà mình thấy những cái hay của họ thì đâu có mất mát gì đâu, mà còn thêm nữa, thấy cái hay, mình học được cái hay và mình khởi những niệm lành, mình đã gieo trong tâm mình những chủng tử an lành, thì mình sẽ đi vào con đường lành. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Như vậy thì quý vị nghe kinh này xong, quý vị có hoan hỷ để mà thực hành không? Thì nó ráng mà thực hành. Nhưng mà thời gian á, quý vị biết rằng khi mình bị đọa lạc ở trong cái cõi mà này rồi thì thời gian đối với chúng ta là vô cùng tận, và thấy thời gian, nhưng mà thời gian không có thật có. Nhưng mà khi mê rồi thì sao? Có thì có tự mãi mãi. Một người bị đọa lạc đến vô lượng kiếp, mà khi mà đã nhận chân ra con người chân thật của mình rồi thì mới thấy rằng là xưa nay mình chưa từng sanh diệt. Cái sanh diệt đó chỉ là giấc mộng đêm qua, giấc mộng đêm qua. Sanh tử niết bàn như giấc mộng đêm qua. Nhưng mà khi mình không biết nó là mộng, mình thấy nó là thật rồi thì sao? Thì thời gian là vô tận. Cho nên thí dụ như hai người nằm ở trên giường, một người mở mắt trao tráo đang tỉnh thức, một người thì nằm ngủ mê man. Một người nằm ngủ mê man thì thấy mình khổ rồi khóc rên la ở trong cái giấc mộng đó, rồi thấy cảnh vui thì cũng cười nói trong chim bao. Nhưng mà cái người tỉnh thức họ có thấy những cái đó không? Vậy cái vui cái khổ là của người đang nằm mê, còn cái người tỉnh thức thì họ không có ở trong cái cảnh giới đó. Như vậy thì những cái vui cái khổ trong cuộc đời này đều diễn ra như là mộng. Chúng ta đang ở trong chim bao, ở trong mộng, cho nên có đủ hết. Làm sao từ trong cái chim bao mộng mị này chúng ta hãy ngôi lên để trở thành người thức tỉnh, để vượt ra khỏi những cái sanh tử và khổ đau đó. Như vậy thì bài pháp hôm nay cũng tạm đủ. Chúc quý vị tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vì có gì để hỏi không? Mới 11 giờ rưỡi à? 12 giờ mới thọ trai. Có gì hỏi không? Cho quý vị hỏi. Không có gì thì nghỉ ha. Rồi một lát nữa thọ trai. Rồi xin mời. Ví dụ những người ta bị tội lỗi đen tối, trước mà họ tận tử nghiệp á, họ phát hiện tốt á, thì những cái nghiệp của họ được tiêu tan hết. Những người nào mà họ làm những việc tội lỗi nhưng mà họ thức tỉnh, họ sám hối, họ thành tâm thì họ có thể sanh về cõi lành, và chính cái hạt giống bồ đề đó sẽ ở từ 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 nuôi lớn và họ chuyển hóa lấy những cái nghiệp của họ, chứ không phải là hết. Mà họ trong cái cõi lành là cái một ngày nào đó mà họ có cái tưởng niệm xấu thì những cái nghiệp cũng sẽ bám theo thôi. Thì nếu mà mình giữ cái niệm xấu đó thì mình chết mình sẽ theo cái niệm xấu đó. Ý câu hỏi là khi người ta vô cái cõi lành rồi đó, một phút nào đó trong cái cõi lành đó họ... Đúng rồi, khi mà họ sanh vào trong cõi lành, họ hưởng thưởng những cái phúc báo lành, nhưng mà họ không có tiếp tục gieo hạt giống lành nữa, thì khi mà xài hết lúa giống rồi thì sao? Thì ăn tới hạt cũ. Ăn củ ăn lá thì đói thôi, phải không? Cho nên khi mình đang hưởng cái quả lành, mình phải biết gieo trồng thêm, thì phước báo đời đời. Còn mình có được cái giống lành, có được cái quả lành mà mình không biết gieo trồng thêm thì hưởng hết thì nhịn đói. Vậy thôi, đó là cái lẽ đương nhiên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin được thôi lấy chứ, lấy trong tâm được rồi. Ô Phật, hôm nay con xin đại diện Phật tử Thiền Viện Chân Giác kính xin cảm tạ và tri ân Thầy đã cho chúng con một bài pháp
nhũ rất quý báu, và con chúng con cũng xin nguyện để tu tập theo và tinh tấn tu hành để sự tu học mỗi ngày một thăng tiến. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn thời giờ có ai hỏi gì không? Tới giờ thì sao nó 12 giờ thọ trái? Thì thôi vậy tới giờ cái gì nghỉ ha, rồi thọ trái. Thọ hứa chưa? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chiều nay với thầy giảng ở bên tiền đường Mê Từ khoảng 3 giờ đến 5 giờ, quý Phật tử nào đủ duyên thì đến đó nghe cái gì ở gần.